Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hậu cần kỹ thuật năm 2023. Với tinh thần chủ động tích cực khắc phục khó khăn, năm 2023, công tác hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm đã triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Đời sống bộ đội được giữ vững và ngày một nâng cao, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, trang bị vũ khí, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, công tác an toàn kho tàng, an toàn lao động và an toàn giao thông được đảm bảo. Năm 2024, công tác hậu cần kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì thực hiện tốt cuộc vận động, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các nhiệm vụ, nhất là phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024. Thực hiện chủ trương cải cách hiện đại hóa nền tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng sơ đồ tư duy trong giải quyết các vụ án hình sự cho cán bộ kiểm sát viên hai cấp trong tỉnh. Đây là bước đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành kiểm sát, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại buổi tập huấn, cán bộ kiểm sát viên hai cấp trong tỉnh được giới thiệu lợi ích khi sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy, mối liên hệ giữa số hóa hồ sơ và sơ đồ tư duy, được tiếp cận các công cụ xây dựng sơ đồ tư duy, kỹ năng kinh nghiệm xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong giải quyết các vụ án hình sự và báo cáo án với lãnh đạo phòng, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân. Cũng tại buổi tập huấn, cán bộ kiểm sát viên hai cấp trong tỉnh được thảo luận những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và được giảng viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thao tác vẽ sơ đồ tư duy. Việc xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh mang lại hiệu quả thiết thực, giúp kiểm sát viên hệ thống được toàn bộ các tài liệu, chứng cứ, nắm chắc nội dung vụ án, từ đó có thể phát hiện thiếu sót trong hồ sơ để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Mặt khác, tạo thuận lợi, hỗ trợ tốt cho kiểm sát viên trong hoạt động báo cáo án, đề xuất quan điểm giải quyết vụ án đến lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Viva Holdings tổ chức ra mắt mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện chương trình ký kết thảo luận giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Viva Holdings về hỗ trợ công tác an sinh xã hội, xây dựng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Viva Holdings hỗ trợ 150 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Minh Khai ở thôn Quang Viễn, xã Quang Yên, huyện Sông Lô mở siêu thị mini Vivamas tại địa phương. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Ban Thường vụ tỉnh ủy giao và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tập trung giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu của năm 2024, huyện Tam Đảo đã tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án công trình cùng với sớm triển khai phân bổ, bố trí vốn cho các dự án công trình, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các xã thị trấn tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án được triển khai theo đúng tiến độ. Thì huyện Tam Đảo đã quyết liệt trong chỉ đạo giao nhiệm vụ cho người đứng đầu của các cơ quan, giám đốc ban quản lý dự án, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn là giao. Xác định là việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm và theo quyết định 880 của tỉnh ủy giao đối với huyện Tam Đảo là năm nay Tam Đảo giải ngân 95% trên 95% vốn đầu tư công. Thế thì do vậy là Tam Đảo sẽ hoàn thành trên 100% mà theo kế hoạch tỉnh giao. Cùng với đó, huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các phòng, ban và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án, không được để chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Đối với công tác giải phóng mặt bằng ấy, thì ngay từ khi dự án được triển khai, thì chúng tôi đã tập trung quyết liệt vào ngay từ cái bước thông báo thổi đất. Đấy, chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tuyên truyền vận động người dân không cơi lưới, không tạo lập thêm tài sản trái phép. Đấy, và trong quá trình kiểm kê kiểm đếm thì
dân chủ công khai, mời các hộ gia đình chứng kiến từ đầu đến cuối, sau đó tổ chức niêm yết công khai và thống nhất phương án ngay từ đầu trước khi trình phê duyệt. Đấy là tất cả các dự án trên địa bàn do thị trấn làm chủ đầu tư ấy, thì chúng tôi cũng không có vướng mắc nhiều liên quan giải phóng mặt bằng. Đấy, còn đối với dự án huyện làm chủ đầu tư ấy, thì cũng có một số công trình là có tồn tại về giải phóng mặt bằng từ những năm trước để lại. Thì năm nay chúng tôi đã phối hợp cưỡng chế được xong một vụ, hiện nay đã thi công xong. Với quyết tâm chính trị cao nhất, ngay từ những tháng đầu năm, huyện Tam Đảo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình dự án theo đúng tiến độ đề ra, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ tỉnh ủy giao, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh là cuộc thi được tổ chức thường niên và là sân chơi trí tuệ của học sinh. Đây là cơ hội cho các em học sinh thử sức tranh tài ở các môn văn hóa và khoa học, đồng thời là kỳ thi đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của mỗi nhà trường. Tuy nhiên, để kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thật sự là sân chơi bổ ích thì rất cần sự chung tay từ phía gia đình, phụ huynh, học sinh, nhà trường để không đặt quá gánh nặng thành tích dẫn đến áp lực cho thầy cô và các em học sinh. Trong những ngày này, 412 học sinh được lựa chọn từ các nhà trường trên địa bàn huyện Bình Xuyên đang tập trung ôn luyện để sẵn sàng cho kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh được tổ chức vào trung tuần tháng 1 này. Với tâm lý thoải mái, không bị áp lực, nên em Đỗ Ngọc Bảo Trâm rất tự tin khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh. Thầy cô rất là nhiệt tình, rất là tận tâm. Thầy cô thường phát đề cho bọn em để bọn em có thể tự luyện, tự làm. Và quan trọng hơn hết là bọn em cần phải phát huy tinh thần tự học ạ. Là trong kỳ thi tỉnh sắp tới, em hy vọng tất cả các bạn có thể đạt được giải cao và chính bản thân em cũng hy vọng bản thân em có thể đạt được thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh không phải yếu tố quyết định để đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh trong năm học. Chính vì vậy, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, huyện Bình Xuyên luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cô và trò các đội tuyển cảm thấy thoải mái, không bị áp lực. Tôi nghĩ là áp lực nó cũng có cái hay của nó. Thế nhưng mà nếu cái gì mà mình tạo một cái áp lực quá thì cũng không tốt. Và cái quan trọng nhất là cô trò chúng tôi vẫn nói với nhau làm sao biến áp lực thành cái động lực để cố gắng. Và tôi thấy đội tuyển của tôi đến giờ phút này thì cô trò cũng rất là thoải mái, như tôi vừa mới chia sẻ đấy ạ. Cô trò trên lớp chia sẻ rất là thoải mái những cái bài hay, những cái phương pháp giải hay một bài, một cái gì đó. Và các em hoàn toàn, tôi thấy các em vẫn tập trung vào việc học mà cũng rất là vui vẻ và cũng không quá là áp lực. Với cái công tác bồi dưỡng của giáo viên với môn sinh chúng tôi hoặc là với các thầy cô nói chung trong nhà trường thì ban giám hiệu cũng luôn luôn động viên để làm sao cô và trò vừa có được một cái môi trường học tập tốt nhất mà giảm áp lực và hướng đến cái việc là hướng dẫn học sinh cái khả năng tự học để các em có được một cái năng lực tự học tốt nhất và đạt kết quả tốt nhất. Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất cắt giảm nhiều cuộc thi trong năm học 2023-2024. Việc cắt giảm nhiều cuộc thi trong ngành giáo dục và đào tạo đã có phần giảm tải áp lực học tập, thi cử, giảng dạy cho các thầy cô và các em học sinh ở các bậc học trên địa bàn tỉnh.